điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là những cái thông tin mới các bạn những thông tin này đều sẽ cho chúng ta thấy được là thị trường crypto vẫn tiếp tục được ủng hộ và tiếp tục tăng trưởng dài hạn thì chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin lạc quan và tôi sẽ mở đầu chia sẻ với các bạn một cái clip ngắn các bạn clip này khoảng chừng 2 phút và trên màn hình đó chính là thượng nghị sĩ Ted Cruz và trong video ngắn này đó là cái phần nói riêng về BTC và crypto thì đương nhiên Ted Cruz là một trong những thượng nghị sĩ rất là ủng hộ crypto các bạn và không những như vậy ông ta cũng là một người trung bình giá DCA được chia sẻ cái clip này incredibly excited and incredibly bullish on on Bitcoin specifically crypto more broadly but Bitcoin in particular um, I <laughs> think Bitcoin is clearly the alpha in the crypto Both in terms of coming first and, and also being clearly the most dominant. Um, I think the analogy of digital gold is, is powerful. Um, and the insight that led to its creation is still extraordinary. Um, listen, I'm, I'm a Bitcoin investor personally. Uh, I have a standing buy order. Every Monday morning, I have a buy of Bitcoin that comes in. And I own a little more than two Bitcoins. So it's, it's uh, and every, every Monday I own a little bit more. Um, and I will say, I bought the dip, which, which I was quite happy with. But I'm also a long term investor, so I'm, I'm fine with some volatility. And I recognize that it, there's going to be going ups and they're going to be going down but 21 million is a number that is a, a firm number and i look i think one of the attractions to bitcoin certainly for me but for many uh, is as a hedge against inflation. and particularly when you have irresponsible politicians in washington that spend money like drunken sailors uh, which is actually not fair to the sailors because at least they're spending their own money. <laughs> And that print trillions and trillions of dollars. We see inflation all across the country. That was driven by this spending binge that happened the last two years in, in Washington, and, and it unleashed significant inflation. I think Bitcoin is an, is an important check against that. I think it is also powerful in that it is decentralized, in that it is. far less susceptible to government control. Um, listen, I like Bitcoin. bạn đã thấy thường nghị sĩ Ted Cruz là một trong những người đầu tư dài hạn không có quan tâm nhiều đến giá cả lên lên xuống xuống và là một người trung bình giá cũng giống như là Michael Saylor cũng giống như là tổng thống của El Salvador như Deep Berkeley các bạn tại vì chúng ta đã biết là mỗi một ngày thì El Salvador vẫn thu mua một BTC tính tới đây thì cũng thu mua được một số lượng rồi các bạn và không chỉ riêng liên quan đến Ted Cruz chúng ta thấy được là trong cái hội nghị consensus chúng ta cũng có những người có quyền lực hiện bây giờ như là chúng ta đã thấy trên màn hình bên tay trái chính là thượng nghị sĩ Cynthia Lumis và bên tay phải chính là chủ tịch của ủy ban dịch vụ tài chính hạ viện Patrick McHenry, cái người mà đã hạ hỏi Chủ tịch Gensler của SEC về Ethereum phải là chứng khoán hay là không. Thì hai người này đã cũng đã đưa ra một số những cái thông tin có như lạc quan hơn các bạn tại vì chúng ta nói khá nhiều về cái cách mà đối xử với những công ty crypto ở Hoa Kỳ gì vậy đó. Thì chẳng khác gì muốn những công ty này rời khỏi Hoa Kỳ. Muốn những người có tài trong thị trường công nghệ rời khỏi Hoa Kỳ không có thích công an việc làm từ crypto, không thích khuấy từ crypto nữa thì đương nhiên đây là điều mà những nghị sĩ này không muốn các bạn và chúng ta thấy được là có hai điều được nói đến đầu tiên hết á, là cái dự luật crypto được chia sẻ bởi thượng nghị sĩ Cynthia Lumis các bạn đã nhớ đây là cái dự luật crypto tổng quát mà thường đã chia sẻ năm ngoái với các bạn thì như bạn có hỏi thuận là dự luật đó bây giờ tới đâu rồi thì dự luật đó, đó dựa theo Cynthia Lumis thì sẽ được bỏ phiếu trong thời gian 12 tháng đổ lại và sẽ được ký bởi tổng thống trong vòng 12 tháng đổ lại luôn. Có nghĩa là Cynthia cực kỳ lạc quan là sẽ có một cái luật liên quan đến crypto rõ ràng ở Hoa Kỳ được thông qua thượng viện, hạ viện và được ký bởi tổng thống Joe Biden. Và dựa theo Cynthia Lumus thì bà ta hoàn toàn có lòng tin là sẽ được thông qua trước khi mà có cái đợt bầu cử năm 2024. Dự luật này sẽ được thay đổi một chút dựa theo những gì đã xảy ra trong vòng mấy tháng qua. Trong vòng 6 đến 8 tuần tới đó thì sẽ có một cái phiên bản mới của dự luật crypto này và đây là một dự luật mà các bạn đã nhớ thường chia sẻ đó là sẽ lấy đi quyền lực từ SEC nói chung đó thì SEC sẽ quản lý một phần của thị trường crypto này mà thôi phần còn lại đó là sẽ được quản lý bởi CFTC các bạn ban quản lý hàng hóa và đồng tương lai của Hoa Kỳ tại vì phần lớn của thị trường này đó không phải là chứng khoán mà là hàng hóa dựa theo dự luật của Cynthia Thomas và trong nói phần lớn đây đó chính là cái phần lớn vốn hóa chứ không phải là phần lớn đồng cái dự luật này đó mới đọc đó thì cảm thấy là giao rất nhiều quyền hành cho sec tại vì uh, dự luật nói là tất cả những đồng này là chứng khoán phải được quản lý bởi sec nhưng mà ngược lại đó thì một số những đồng lớn là quản lý bởi CFTC nhưng mà khi mà các bạn uh, chia ra phần trăm tỷ lệ vốn hóa đó thì uh, hầu như tất cả những chuyện này được quản lý bởi CFTC rồi và điều đó là điều mà sec không có thích dự luật này sẽ được uh, nói đến và sẽ được bỏ phiếu trong vòng 12 tháng và thêm vào đó nữa đó thì trong vòng 2 tháng ủy ban dịch vụ tài chính ở hạ viện nói sẽ có một dự luật khác à, liên quan đến crypto nữa và sẽ được bỏ phiếu và dự luật này đó sẽ nói rõ ràng về cái nào là chứng khoán cái nào không phải nói chung đó thì sau khi mà hạch hỏi SEC thì cũng đã rõ ràng là chủ tịch Gary Gensler không có một cái phương án hợp lý để mà quản lý tiền crypto này à, và các bạn thấy được là chúng ta sắp sửa có rất là nhiều những dự luật à, được nói đến liên quan đến crypto và cả hai cái này đều tin tưởng đó là trong cái à, Cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, crypto sẽ là một trong những đề tài sẽ được tranh cãi rất là nhiều. Tại vì đây là một phần quan trọng của nền kinh tế sau này. Lúc nào chúng ta cũng nghe những cái hứa hẹn từ Hoa Kỳ à, đã có từ 6 năm trước rồi các bạn. Lúc nào chúng ta cũng nghe là sắp sửa có luật thấp sự có lực thì lúc nào chúng ta cũng tiếp tục chờ đợi nhưng mà thường thấy được là nhiều quốc gia họ không muốn chờ đợi nữa cho nên họ đã đi trước một bước rồi giống như chúng ta nói tới Dubai chúng ta nói tới Canada chúng ta nói tới à, những cái quốc gia thậm chí bây giờ Hồng Kông cũng muốn đi trước một bước để có thể có lực rõ ràng để mà thu hút những cái nhân tài những công ty trong thị trường này đến quốc gia của họ Hoa Kỳ đó hy vọng là chúng ta sẽ thật sự có được một cái dự luật đợt này mà không cần phải chờ đợi thêm nữa và là một cái luật mà có thiện cảm và hỗ trợ sự phát triển của thị trường này và nói tới đây đó thì các bạn cũng đã biết là những công ty lớn trong thị trường này bây giờ hầu như cũng đã quá mệt mỏi với lại SEC rồi các bạn đã thấy là Coinbase đã đệ đơn kiện SEC chúng ta có RayScale cũng kiện SEC à, SEC thì vẫn đang đối đầu với rất nhiều những cái vụ à, kiện mà họ không dễ dàng thắng được thì chúng ta thấy được là đối với lại Coinbase thì họ đã có một cái đợt mint NFT à, những cái NFT này đó thì khi mà các bạn mint cái phí để mà mint NFT này sẽ dùng để Coinbase có thể đối đầu với lại ACC thì có rất nhiều người đã mint cái NFT này à, bản thân thường, thường cũng đã mint cái NFT này các bạn và mint thì khoảng chừng một đô mấy mà thôi nhưng mà cái phí của Ethereum lúc mà thùng mint thì nó hơi cao tại vì lúc đó thường nghĩ là nhiều người cũng mint cái NFT này để mà hỗ trợ Coinbase thì đừng chỉ muốn chia sẻ nhưng mà nào mà con thú mà thôi các bạn có thể lên trên Twitter chính thức của Coinbase à, để có thể lấy cái link để các bạn có thể mint cái NFT này Điều mà Thuận muốn à, nhắc nhở các bạn đó là khi mà mint mà các bạn muốn lấy cái logo của cái đồ đỡ màu xanh này gắn vào Twitter à, thì các bạn nên à, hiểu là mỗi lần mà các bạn thay đổi tên của các bạn ở trên Twitter đó, những bạn nào mà đang có cái à, tích màu xanh đó thì các bạn phải chờ để cho họ duyệt ngược trở lại. cho nên khi các bạn thay đổi tên ở trên Twitter thì sẽ bị mất cái tích xanh. đó là điều các bạn cần phải nên lưu ý. cho nên thùng không có để cái logo này vào tên của thùng ở trên Twitter và chúng ta cũng có một cái thông tin à, được chia sẻ trên màn hình các bạn thấy được đây chính là samson mao samson mao đó là ceo của 3 com là một trong những người à, nổi tiếng lâu đời ở trong thị trường bitcoin các bạn và samson mao cũng là người mà tư vấn vào Salvador à, về việc đưa ra một cái à, trái phiếu núi lửa à, thì các bạn thấy được trên màn hình đó, thì samson mao đã được mời tới và người đứng kế bên samson mao đó đây chính là chủ tịch ủy ban tài chính ở mexico thì Samsung Out đã đến để mà tư vấn làm sao để Mexico có thể chấp nhận BTC và có được lợi cho quốc gia. Các bạn thấy được là nhiều quốc gia bây giờ đang rất là quan tâm đến BTC và crypto nói chung. Và chúng ta có thể thấy được là những công ty lớn cũng như vậy. Mastercard cũng vừa thông báo đó là họ sẽ có cái chiến lược đưa ra một cái sản phẩm. Sản phẩm này đó là để cho những người nào mà muốn Thanh toán hay là gửi tiền sử dụng crypto Thông qua mạng lưới của Mastercard đó Sẽ có một cái sự bảo vệ tốt hơn à, Tất cả những công ty lớn à, Có thể là đăng ký với Mastercard Địa chỉ ví của họ theo đường hiểu đó Thì Mastercard sẽ có một cái gọi là Mastercard Crypto Credential Mỗi lần mà các bạn giống như là trả bill Hay là các bạn gửi tiền cho một công ty nào đó, đó Thì nếu như mà được Xác nhận bởi Mastercard thì sẽ hiện lên là đây là cái địa chỉ chính thức của công ty ABC hay là của ai đó thì các bạn sẽ khó bị người khác lừa đảo hơn, khó bị gỡ lộn hơn. Và đương nhiên đây cũng là một phần uh, Mastercard chuẩn bị để có thể tuân theo quy định của Mika Tại vì Mika sẽ đòi hỏi là những công ty cần phải biết là địa chỉ ví đó thuộc về ai Nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa có thật sự thấy nhiều người sử dụng crypto trong đời sống hàng ngày Nhưng mà đối với lại những cái sự phát triển gần đây liên quan tới Lightning Network Thì có thể là chúng ta sẽ thấy nhiều người sử dụng BTC hay là những đồng khác thanh toán hàng ngày hơn Ít ra đó là cái lòng tin của Mastercard Chúng ta cũng thấy được là Hồng Kông thì cũng tiếp tục tiến tới Chúng ta được là Hồng Kông đã đưa ra một thông báo nói là những ngân hàng ở Hồng Kông đó thì cũng phải hỗ trợ những công ty crypto bằng cách là cho họ mở ngân hàng ở hồng kông và ngân hàng trung ương ở hồng kông đó có trách nhiệm phải hỗ trợ những cái công ty crypto này tiếp cận được với là ngành ngân hàng và thêm vào đó những ngân hàng mà cung cấp dịch vụ cho công ty crypto đó thì cũng phải tuân theo những cái quy định an toàn cho ngân hàng cần phải có cái quy định quản lý rủi ro cần phải kyc cần phải có những quy định chống rửa tiền vân vân các bạn thấy được là hầu như là từ lúc mà hồng kông nói là muốn mở cửa chào đón crypto đó thì tốc độ đi rất là nhanh các bạn hầu như tuần nào chúng ta cũng nghe nói tới thông tin đi ngoài tới hồng kông hết à, chúng ta cũng thấy được là hồng kông sfc hiểu đơn giản đây là ủy uh, ban chứng khoán hồng kông thì nói là họ sẽ bắt đầu chia sẻ quy định đăng ký với lại hồng kông cho những sàn giao dịch nào mà muốn rời đến hồng kông và sẽ chia sẻ trong tháng 5 các bạn có nghĩa là trong tháng tới này chúng ta sẽ có cái chia sẻ đó như thường dự chia sẻ hồng kông hầu như là muốn uh, đi rất là nhanh để chấp nhận thị trường crypto này và không chỉ hồng kông mà nhiều nơi khác cũng như vậy các bạn thì tại vì sao vậy đây là một cái suy nghĩ cá nhân của mà thôi Có thể là những quốc gia này, những nơi này đó Thì họ biết là bây giờ là một lợi thế Tại vì ở Hoa Kỳ đã đang có một cái nhóm người chống đối lại crypto Cho nên luật chưa có rõ ràng Nhưng mà nếu như mà Hoa Kỳ đó có luật rõ ràng rồi Thì họ sẽ khó để mà thu hút những công ty crypto đến quốc gia của họ Cho nên bây giờ là cái thời điểm tốt nhất Họ cần phải nhanh chóng thu hút càng nhiều công ty càng tốt Tới những quốc gia này Tới khi mà Hoa Kỳ có luật rõ ràng rồi đó Thì có thể đã quá trễ đó là suy cá nhân của thòi có nghĩa là những quốc gia này có thể nghĩ là Hoa Kỳ sẽ có những cái lực ưu đãi cho thị trường crypto nhưng mà bây giờ vẫn chưa có đây là thời điểm tốt để họ có thể đi nhanh hơn một bước chúng ta có thông tin đến từ Robinhood các bạn thì Robinhood cũng đã công bố đó là họ sẽ có một cái sự kết nối với lại ví Phantom và ví Exodus theo tôi hiểu đó là khi mà kết nối rồi thì những bạn nào mà sử dụng ví Phantom của Solana hay là cái ví Exodus cái ví mà các bạn có thể tải lên uh, trên máy vi tính để mà sử dụng đó thì có thể kết nối trực tiếp với lại sàn Robinhood và các bạn có thể trade trực tiếp từ đó mà không cần à, phải vào cái ứng dụng Robinhood crypto tiếp tục trở thành một phần càng ngày càng lớn hơn ở trong cái sàn giao dịch Robinhood các bạn trước đây họ chỉ chuyên về chứng khoán mà thôi trong vòng mấy năm qua đó thì họ thật sự chú tâm càng ngày càng nhiều hơn về crypto rồi chúng ta cũng có một cái thông tin được chia sẻ từ đại hội Consensus đó chính là đến từ Google và Polygon các bạn Thì tương tự như chúng ta đã từng nói trước đây đó thì chúng ta đã biết là ở trên Google đó thì có những cái no configuration Nhưng mà nào mà chạy những cái máy chủ đó sử dụng Google Cloud thì bây giờ đó chúng ta đã có Ethereum và Solana có nghĩa là các bạn đã có sự hỗ trợ đến từ Google Cloud cho hai cái mạng này nhưng mà trong hội nghị Consensus thì Google Cloud cũng đã nói là họ cũng sẽ hỗ trợ tương tự cho bất cứ ai mà muốn chạy một cái uh, node cho Polygon sử dụng Google Cloud. Chúng ta thực sự đã đi một khoảng đường cũng xa đối với Google rồi các bạn. Từ những ngày đầu tiên khi mà Google à, cấm quảng cáo liên quan đến crypto cho đến bây giờ đây Google đã có nhiều đối tác trong crypto rồi các bạn. Chúng ta đã thấy được là chúng ta có à, nhiều thông tin liên quan tới à, Google càng ngày càng đi sâu vào Web3, có những cái à, sự hợp tác với lại BNB Chain, Solana, Aptos Tesla, Casper, Solo à, cung cấp hỗ trợ dịch vụ chạy node à, cho Ethereum, Solana và Polygon. Rồi còn một số những cái thông tin à, ngắn khác thì muốn chia sẻ với các bạn. À, những bạn nào mà quan tâm đến Ethereum POW đó thì à, các bạn nên hiểu là đây là cái Ethereum Proof of Work. Sau khi mà có một đội hay là một nhóm người nào đó đó không có thích Ethereum trở thành Proof Stake thì họ đã tiếp tục ở lại mạng lưới Work uh, thì dựa theo tài liệu đó chúng ta đã không thấy bất cứ một commit nào mới ở trên GitHub cho item PW có nghĩa là không có bất cứ uh, một cái động tĩnh liên quan đến lập trình nào hết từ tháng 9 năm 2022 tới bây giờ thì điều này cũng uh, không có nghĩa là item PW gặp vấn đề gì các bạn, điều này chỉ có nghĩa là À, những ai lập trình cho Ether PW đó thì không nghĩ là cần phải cả tiếng bất cứ cái gì hết Điều mà tôi muốn chia sẻ nhiều hơn với các bạn là Tại vì uh, bản thân thuận và nhiều bạn cũng đã trải qua nhiều những cái đợt hard fork lớn Trong đó chúng ta có cái đợt hard fork Bitcoin Cash và Bitcoin à, Hiện bây giờ đó các bạn đã biết là tách ra sau khi mà có cái sự bất đồng liên quan đến Segwit uh, Thì điều mà các bạn cần nên hiểu nhiều hơn đó là không phải là chúng ta chỉ quan tâm duy nhất đến uh, POW hay là Proof Stake Điều quan trọng nhiều hơn đó là cộng đồng sẽ chọn bên nào các bạn Ethereum POW không phải là các bạn cứ muốn tiếp tục đào là sẽ tiếp tục đào Mà quan trọng hơn đó là những dự án họ lựa chọn ở lại mạng nào Và rất là rõ ràng trước khi mà có cái cập nhật The Merge của Ethereum Thì rất nhiều dự án lớn đã lên tiếng là họ chỉ hỗ trợ POS mà thôi Nghĩa là mạng lưới Proof Stake chứ không hỗ trợ mạng lưới POW. Các bạn thì được là những đồng lớn như là USDC, USDT thì chỉ có ở trên mạng lưới Proof Stake. Đó là điều quan trọng hơn các bạn lập trình hay là cái suy nghĩ liên quan đến dùng giao thức nào chỉ là một phần mà thôi điều quan trọng hơn đó để cho một mạng lưới tiếp tục phát triển lâu dài đó chính là cộng đồng các bạn chúng ta cần phải có những dự án đồng ý phát triển ở trên cái mạng lưới đó chia sẻ phần này tại vì cũng có khá nhiều bạn hỏi thuận chia sẻ thông tin về Ethereum POW rồi, à, như thường chia sẻ đó, không có commit trên GitHub à, chỉ là một trong những yếu tố mà thôi các bạn Không có nghĩa là có nhiều commit là tốt hay là ít commit là tốt à, Điều quan trọng hơn đó là chúng ta phải nhìn tổng cái sự phát triển của dự án đó là như thế nào Thì nói tới tổng đó, thì chúng ta thấy được là Sentiment chia sẻ một cái danh sách mà cũng có sự tranh cãi hiện bây giờ Đây là một cái danh sách mà không dựa theo một cái yếu tố nào Mà danh sách này đó là dựa theo ba điểm lớn thứ nhất đó chính là những người mà phát triển dự án đó lòng tin của họ về dự án ra sao thứ nhì nữa là dự án đó đó không phải là có bao nhiêu commit à, ở trên github mà dự án đó là đã có bao nhiêu tính năng mới à, trong cái thời gian mà họ xem xét và thứ ba nữa đó là cái khả năng dự án này trở thành một cái exit scam, một cái lừa đảo thì ba yếu tố này hợp lại sentiment uh, dùng để có thể xếp hạng những dự án hiện bây giờ thì các bạn có biết là sau khi mà tính ba yếu tố này xếp hạng thì cao nhất là dự án nào hay không thì thường chia sẻ để các bạn thấy sự xếp hạng của họ rồi các bạn đồng ý hay không các bạn comment ở bên dưới xếp hạng đầu đó chính là Kusama các bạn kế đó là Polkadot thật ra cái này một và hai nhưng mà hai cái này đã, nó uh, xếp hạng bằng nhau đối với lại sentiment hạng thứ ba đó chính là Cardano thứ tư là Cosmo thứ năm là Hedera À, thứ 6 là ICP Internet Computer, thứ 7 là Status thứ 8 là Ethereum, thứ 9 là Decentraland, à thứ 10 là VeGa Protocol, thứ 11 là Aptos, thứ 12 là Chainlink, thứ 13 là IOTA, thứ 14 là Flow, thứ 15 là Osmosis, thứ 16 là Multiverse thứ 17 là Avalanche và cùng hạng cũng là Avalanche luôn nhưng mà một cái là ở trên BNB Chain. À, một cái là ở trên mạng lưới của Avalanche và chúng ta được là 19 là Filecoin và 20 là Uniswap. Tôi nghĩ là phần lớn như đồng này đó là những đồng mà có sự phát triển nhanh. À, tôi nghĩ nhiều người cũng không có phủ nhận đâu. Nhưng mà cái xếp hạng là cái mà sẽ có nhiều sự tranh cãi các bạn. Nhưng mà đối với lại chúng ta có hơn 10.000 đồng dựa theo CoinGecko thì dự án các bạn được xếp hạng trong danh sách này cũng là một cái thông tin rất là tốt rồi. Rồi, thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là liên quan đến KuCoin và danh như nào bạn nào mà thích những meme coin các bạn. Các bạn có biết là dựa theo tài liệu on-chain đó thì người ta đã truy ra được là có một user, một người dùng, người dùng này đó là ở trên sàn KuCoin. Đây là một người mà đã tạo ra rất nhiều những meme coin trong vòng 2 năm qua Mỗi ngày đó người này đã tạo ra từ 2 cho đến 5 meme coin các bạn Có nghĩa là phần lớn những meme coin đó tạo ra bởi một người hay là một nhóm người nào mà thôi à, Hầu như họ tạo ra liên tục và liên tục Và rất nhiều dự án này đã là những cái dự án lừa đảo Thì bây giờ đó sàn KuCoin đã lên tiếng nói là họ xác nhận là cái người này có account ở trên sàn KuCoin Và họ biết người này là ai Nhưng mà bây giờ họ sẽ không có bất cứ động tĩnh nào Tại vì à, họ cũng sẽ không có có đóng băng hay là họ sẽ không có lock và gì hết á cho đến khi nào mà họ nhận được uh, thông tin chính thức đến từ uh, những cơ quan chính quyền địa phương mà thôi có nghĩa là phải có ai đó đi uh, báo cáo rồi uh, những cái cơ quan chính quyền địa phương gửi thông tin tới thì sàn KuCoin sẽ thực hành chứ họ sẽ không có tự ý đóng bằng account này. Hôm nay thường là video cũng khá là dài các bạn, chủ yếu là chúng ta có rất là nhiều những cái thông tin mới nổi bật thường muốn chia sẻ để các bạn nắm được tình hình chung của thị trường. Và thường đã cố gắng sắp xếp những cái thông tin này một cách nó lo logic nhất để chia sẻ với các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital Thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này Để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% Khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance Và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng một sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch và thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn Để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short